Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 3 con giáp có tài lộc bất ngờ phát mạnh, tiền bạc đổ về ùn ùn trong 10 ngày cuối tháng 7 cô hồn nhắc. Mời các bạn cùng theo dõi. Ấm. 10 ngày cuối tháng 7 cô hồn, 3 tuổi tài lộc bất ngờ phát mạnh, tiền đổ về tài khoản ẩm ẩm. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi là tháng 7 âm lịch, vốn được coi là tháng cô hồn nhiều xui xẻo trong dân gian, sẽ kết thúc. Cơ hội kiếm bộn tiền dành cho 3 tuổi dưới đây, cần chủ động nắm bắt. 1. Người tuổi tỵ Xem tử vi khoa học cho thấy, tuổi tỵ được mệnh danh là một trong những con giáp khôn ngoan, khéo léo nhất họ thường dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, tính toán và lập kế hoạch cho công việc cụ thể. Thêm nữa, tuổi tỵ lại hay lo toan, thích chiêm nghiệm và khát khao học hỏi rất mạnh. Vậy nên, trước mỗi khó khăn hay sóng gió cuộc đời, con giáp này luôn giữ được sự bình tĩnh, điềm đạm đến không ngờ. Dù gặp thất bại, họ không nản lòng mà vẫn kiên trì tiến lên. Trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đa phần khách quan như tình hình dịch bệnh kéo dài, nên tài chính của tuổi tỵ có phần giảm sút, các chi phí phải trả liên tục gia tăng trong khi thu nhập duy trì ở mức cố định. Trong những ngày đầu tháng 7 âm lịch, vốn được dân gian coi là tháng cô hồn, tài vận của tuổi tỵ không lấy gì làm khởi sắc tuy nhiên càng về cuối tháng vận khí càng gia tăng mạnh mẽ nhờ nhiều cát tinh quy tụ sự nghiệp bản mệnh khởi sắc công việc trôi chảy hơn trước nhiều lần vì thế mà cơ hội kiếm tiền cũng rộng mở bạn có thể ký kết nhiều hợp đồng giá trị chốt lời nhanh ở một vài dự án đầu tư nhìn chung vận khí đang lên cơ hội kiếm tiền đang tới thần tài đang dõi theo và ủng hộ tuổi tỵ cần chủ động nắm bắt cơ hội để hái ra tiền hai người tuổi thìn Mặc dù khá khó tính, đôi khi còn khiến người khác phải dè chừng vì sự bảo thủ, nhưng đổi lại, người tuổi Thìn lại sở hữu nhiều năng lực vượt trội, có tinh thần trách nhiệm cao. Vì thế mà đôi khi bạn nằm trong danh sách những con giáp dễ bị ghen ghét vì quá ưu tú đó. Trong tháng 7 âm lịch vốn được dân gian coi là tháng cô hồn, dễ gặp nhiều xui xẻo, tình hình tài chính của tuổi Thìn cũng vì thế mà có phần bị ảnh hưởng, giảm sút so với trước. Tuy nhiên, đó chỉ là những ngày đầu tháng. Càng về thời điểm cuối tháng, tuổi thìn càng phát huy được năng lực bản thân, khả năng tìm kiếm nhiều cơ hội kiếm tiền mới. Theo đó mà tài vận tăng tiến, kiếm tiền thuận lợi bất ngờ. Đúng với câu, sau cơn mưa trời lại sáng, vận khí cắt lành của tuổi thìn sẽ phục hồi trong 10 ngày cuối tháng 7 âm này. Những rắc rối trong công việc của họ cũng dần được giải quyết, vận đen được xóa bỏ nhiều cơ hội đến sẽ giúp con giáp này kiếm được bộn tiền khả năng cao bạn sẽ chuyển sang làm một công việc mới hoặc có thêm một nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập nhìn chung với sự thông minh và khôn khéo chỉ cần nỗ lực hết mình con giáp này sẽ sớm được đền đáp không phải lo toan vấn đề tiền bạc ba người tuổi mão tuổi mão vừa khéo léo lại nhanh nhẹn và tài năng khi đã xác định được mục tiêu bản mệnh luôn cố gắng hết sức để đạt được nó chứ không dễ gì bỏ cuộc giữa chừng con giáp này cũng bề ngoài có vẻ ung dung tự tại vậy thôi nhưng bên trong lại chất chứa nhiều lo toan suy tính và ý chí tự lập mạnh mẽ khi gặp khó khăn họ muốn tự mình giải quyết mọi việc thay vì nhờ cậy những người khác theo tử vi tháng 7 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch, đầu tháng 7 âm vốn được coi là tháng cô hồn, vận trình của người tuổi Mão khá, làng nhàng, không có sự biến chuyển vượt trội nào. Tuy nhiên, 10 ngày cuối tháng là thời điểm có sao tốt chiếu mệnh, lại gặp được quý nhân nên tài lộc vượng hơn trước mấy lần. Sự nghiệp của bạn mau chóng thăng tiến, được quý nhân đưa đường chỉ lối, người tuổi này có thêm cơ hội phát huy tài năng trong kinh doanh tuổi mão hứa hẹn ký được hợp đồng lớn mang về nguồn lợi và công việc cho nhiều người thu nhập không ngừng tăng từ nhiều nguồn khác nhau chính có phụ có đầu tư có không lo thiếu tiền xài đừng bỏ lỡ những thông tin hay dành cho bạn xin cảm ơn các bạn đã theo dõi